Có một số bạn thì cũng có comment là minoxidil một thời gian rất là dài, thế nhưng mà nó chưa thực sự là có cái tác dụng. Thế thì mình cũng chia sẻ với các bạn như thế này, cái minoxidil nó sẽ phù hợp cho những ai? Nó sẽ phù hợp cho những bạn nào mà ở hói và rụng tóc và thưa tóc ở mức độ vừa và nhẹ. Còn khi mà các bạn bị ở cái mức độ nó nặng rồi ấy, hoặc là bị hói ra hở ra rồi, thì bạn sẽ cần phải kết hợp cùng với cả cái lăn kim nữa, là lăn kim 0.5 mm, được chưa? Rồi cùng với đó là bổ sung các loại vitamin và khoáng chất có lợi cho tóc, ví dụ như là ở trong cái DHT blocker good hair này nữa đấy, ví dụ thế, cộng với bước làm sạch của các bạn đấy, cùng với đó là dành thời gian ra mỗi ngày chơi thể thao khoảng đâu đó tối thiểu khoảng 30 phút đó, và tránh stress và ngủ sớm, cũng như là vẫn phải ăn uống đa dạng để làm sao để chúng ta vừa có những cái điều kiện cần và điều kiện đủ để tóc của chúng ta nó được mọc ra một cách tối ưu nhất nhá. Đấy, chứ còn đừng có nghĩ là minoxidil nó là thuốc thần thuốc tiên gì cả, nó chỉ đơn giản là giúp cho cái khả năng lưu thông tuần hoàn máu trên da đầu chúng ta nó được hiệu quả hơn, vì là cái tính năng là giãn nở mao mạch, và khi mà giãn nở mao mạch ra thì tức là cái khả năng lưu thông tuần hoàn máu nó sẽ tốt hơn, thì cùng với đó là đưa máu và chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể, đi nuôi cái nang tóc của chúng ta nó sẽ hiệu quả hơn, và từ đó là sẽ giúp cho cái tóc của chúng ta nó được cung cấp cái dinh dưỡng để nó được khỏe mạnh hơn và nó kéo dài cái giai đoạn mọc tóc của chúng ta hơn nhá, chứ nó không phải là một cái gì đấy nó quá là thuốc thần thuốc tiên gì cả đâu các bạn nhá. Như nói như vậy để cho các bạn hiểu bản chất đấy, đối với những bạn nào mà bị thưa và bị mỏng do rụng tóc, thì khi kết hợp với lăn kim thì lăn kim nó sẽ có ba cái gạch đầu dòng. Thứ nhất là nó sẽ tái cấu trúc lại cái collagen tại vùng mà các bạn lăn. Thứ hai nữa là nó giúp đưa minoxidil vào sâu hơn dưới da của các bạn để giúp tăng cái hiệu quả của minoxidil. Và thứ ba là nó giúp cải thiện cái vấn đề lưu thông tuần hoàn máu. Vì vậy nên là khi mà các bạn mà bị hói hở ra rồi ấy, thì các bạn kết hợp giữa lăn kim và mino ấy, sẽ mang lại được cái hiệu quả, nó sẽ tối ưu cho việc kích mọc cho các bạn nhá. Đó, nên là các bạn đừng nghĩ là nó là cái gì nó quá là ghê gớm, quá là thần tiên. Đấy, chúng ta hiểu bản chất được như vậy thì chúng ta sẽ lấy lại được mái tóc thôi các bạn nhá.